Nước mắt Trường Giang và hạnh phúc vợ chồng đừng một người xây một người phá. Không còn hài hước, những clip này của Trường Giang gây nghẹn lòng thấm thía về hôn nhân. Ai đã đang là vợ là chồng xem rồi mới thấm. Ai cũng biết Trường Giang là một trong những danh hài đắt show nhất hiện nay. Những vai diễn hài của anh đã trở nên quen thuộc trên sân khấu, khán giả truyền hình và nhận nhiều ý kiến khen chê khác nhau. Có khi khán giả hả hê thích thú với những phút pha trò hài hước của anh, có khi lại ném đá Trường Giang vì xàm lố vô duyên. Nhưng phải xem Trường Giang diễn bi, nhiều người hâm mộ mới bất ngờ mà bật lên từ xuất sắc. Được biết, những vai diễn bi về hạnh phúc hôn nhân gia đình của ông xã Nhã Phương từng lấy nhiều nước mắt khán giả khi anh diễn trong các show truyền hình. Không phải là những vở kịch xem để giải trí, nó còn khiến ai nấy thấm thía về hôn nhân một cách sâu sắc. Để mà suy ngẫm, mà biết giữ gìn hạnh phúc trong tay, biết trân trọng hơn người bạn đời đã và đang sát cánh bên mình. Hạnh phúc đừng một người xây một người phá. Tại chương trình 7 nụ cười xuân, một trong những clip được nhiều người xem nhất từ trước đến nay là vở diễn Trường Giang và Thúy Ngân vào vai một đôi vợ chồng đang bên bờ vực tan vỡ. Trường Giang là người muốn ly hôn khi bản thân anh luôn cảm thấy thấp kém so với vợ và gia đình vợ. Trong khi bản thân Thúy Ngân là người phụ nữ thành công ngoài xã hội thì anh là một người đàn ông thất bại. Khác hẳn với vai Hân Hoa Hậu đanh đá trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, ở đây Thúy Ngân lại những nhìn hết sức và nhiều lần cố gắng dịu dàng, nói cho chồng cần phấn đấu. Gia đình cũng đang rất hạnh phúc với hai đứa con. Với cô, dù có là ai địa vị thế nào trong xã hội thì về nhà vẫn là một người vợ tôn trọng chồng. Nhưng Trường Giang luôn có những câu nói như dội nước lạnh vào mọi cố gắng níu kéo của cô. Hạnh phúc do cô vẽ ra hả? Cô càng cố gắng bao nhiêu thì người ta càng thấy sự nhục nhã và tồi tệ của tôi bấy nhiêu. Ai cũng có giới hạn để chịu đựng. Có thể giới hạn của cô là mãi mãi, còn giới hạn của tôi ngày hôm nay là kết thúc. Khi càng cố gắng bao nhiêu thì người chồng càng muốn buông tay và không chịu cố gắng vượt lên hoàn cảnh. Thúy Ngân uất ức. Bao cảm xúc kìm nén đã bung ra, cô la hét, thậm chí đập phá đồ đạc, gào lên trong tuyệt vọng. Cô bật khóc và mắng Trường Giang, người ta thất bại, người ta làm lại, người ta thất bại, người ta đứng lên, người ta cố gắng chứ không phải như anh thất bại, xong anh ngồi xuống, anh là người đàn ông ích kỷ nhu nhược. Anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của anh thôi, có khi nào anh nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Tôi phải chịu đựng cái gì, tôi ra ngoài tôi phải làm gì? Tôi phải quỳ lại người ta để được lên vị trí này, để bảo vệ gia đình của tôi, bảo vệ anh, bảo vệ các con. Còn anh có bao giờ về nhà anh hỏi tôi một tiếng, em ơi hôm nay có mệt không? Có không? Chưa bao giờ. Vậy thì sao tôi phải cố gắng vì gia đình này nữa? Được, ly hôn đi. Mình có thể khổ, nhưng đừng để con mình bơ vơ. Trường Giang dần dần hiểu ra mình đã tệ như thế nào, đã để vợ vất vả thế nào. Anh nhận thấy mình không đủ can đảm. Thúy Ngân vẫn cố gắng thức tỉnh chồng để giữ hạnh phúc. Gia đình không phải cứ một người xây một người thì phá. Em cũng có giới hạn chịu đựng của em mà. Sở dĩ lý do thật sự Trường Giang muốn ly hôn là vì không muốn làm gánh nặng cho vợ. Nhưng bản thân Thúy Ngân chưa bao giờ có anh là gánh nặng. Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ mình là người thiệt thòi hết vậy? Còn em thì sao? Còn con thì sao? Anh không xứng đáng với em và con nữa. Đến lúc này Trường Giang mới nhận thấy mình phải cố gắng làm lại hết, chứ không thể để mất vợ con. Dù đã để lại nhiều vết nứt trong cuộc hôn nhân của mình, nhưng Trường Giang đã quyết tâm vượt lên để chung tay với vợ. Mình có thể khổ, nhưng đừng để con mình bơ vơ. Trường hợp của Trường Giang và Thúy Ngân trong vở diễn cũng không hề xa lạ với xã hội. Khi có những người phụ nữ thành đạt, còn người chồng luôn cảm thấy tự ti, nhục chí, dẫn đến hôn nhân lục đục. Thậm chí không ít người đàn ông cho rằng vợ kiếm tiền giỏi hơn thì mình không còn là trụ cột trong gia đình. Nên nỗi ấm ức cứ ngày càng tích lũy, đến một ngày hôn nhân vụn vỡ mà họ không hề nghĩ đến người phụ nữ nhỏ bé của mình đã phải cố gắng như thế nào ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Đừng mãi mê, thú vui mà quên mất người vợ đang chờ. Trong hoạt cảnh đầu, Trường Giang, Hồng Đào vào vai cặp vợ chồng nghèo nhưng hạnh phúc. Hồng Đào phải ngược xuôi buôn trái cây để chăm lo cho gia đình, còn Trường Giang là người chồng hài hước, dẻo miệng, hết lòng yêu thương Hồng Đào. Anh còn khiến khán giả tâm đắc khi nói, cái tồn tại mãi với thời gian là sự chân thành, đẹp rồi cũng lụi tàn, giàu rồi cũng cạn kiệt. Tình huống Hồng Đào và Trường Giang lại là trường hợp của nhiều đôi vợ chồng nghèo nhưng có tình. Người vợ chấp nhận cả những tật xấu của chồng, chỉ có điều Trường Giang hay uống rượu, đang ngồi nhậu khi vợ ngồi bên cạnh trò chuyện cùng thì Chí Tài trong vai bố của Trường Giang xuất hiện. Thấy con trai đang chè chén và nói chuyện một mình, Chí Tài ngỡ ngàng khi biết Trường Giang nói chuyện với người vợ đã mất. Bức xúc trước cảnh con trai ngày ngày vẫn đắm chìm trong rượu chè, Chí Tài liền chửi, vợ mày chết lâu rồi mà, mày không phải là con người, mày sống còn tệ hơn con chó, vợ mày chết là do mày. Anh ơi, đặt ly rượu xuống về với vợ với con. Đau khổ và nhớ lại, Trường Giang đập vỡ chai rượu và xin tha thứ. Hóa ra vợ anh bị bệnh tim nhưng vẫn tần tạo kiếm sống, chịu thương chịu khó vì anh và các con. Khi cô lên cơn đau tim, anh đang chè chén với bạn bè mà không bắt máy, không ngờ cô ra đi mãi mãi.
Trường Giang cũng giống như một bộ phận những ông chồng hay nhậu nhẹt, dù vẫn thương vợ nhưng mải mê bê tha mà để người phụ nữ phải gồng gánh gia đình. Trường Giang thấy mình tệ bạc nhưng không hiểu sao vợ không bỏ mình, bởi cô thương và lo khi anh bê tha như vậy. Chăm bản thân mình không nổi nên cô càng phải lo cho anh, lo cho các con. Tiểu phẩm đề cao sự cam chịu của người phụ nữ sẵn sàng tha thứ cho chồng, dù có mắc lỗi lầm. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho các ông chồng, đừng mải mê thú vui bên ngoài mà quên mất vợ con đang chờ, có những khi chẳng thể làm lại. Có thể nói qua diễn xuất của Trường Giang trong các vai bi đã đẩy cảm xúc nhân vật lên tận cùng, đầy chân thật làm cho người xem thấm thía nhiều bài học để từ đó rút kinh nghiệm cho cuộc sống hôn nhân của chính mình. Nhật Kim Anh lần đầu khoe núi đồ hiệu bên trong căn biệt thự triệu đô vừa sắm. Rất hiếm khi khoe khoang lên mạng xã hội, nên ít ai biết rằng cô cũng là một tay chơi hàng hiệu dữ dội như bao nghệ sĩ khác. Nổi bật nhất trong căn biệt thự tiền tỷ mà cô vừa mở tiệc tân gia chính là phòng chứa hàng hiệu của nữ ca sĩ. Sau một thời gian ở nhà thuê khó khăn, thì Nhật Kim Anh khiến khán giả bất ngờ khi cô vừa khoe căn biệt thự tiền tỷ mà do chính tay cô tạo dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ giới thiệu với người hâm mộ tổ ấm mới, mà nữ diễn viên chẳng ngần ngại cho mọi người thấy không gian phòng ngủ và tủ đồ hàng hiệu đầy màu sắc của mình. Căn biệt thự của Nhật Kim Anh mang phong cách nhà vườn, rộng hơn 200m², có hướng nhìn đẹp, lại ngay gần trung tâm rất tiện cho việc di chuyển. Điều dễ nhận thấy ở việc cô dành phần lớn diện tích cho không gian sân vườn, hồ cá và tiểu cảnh. Toàn bộ sân vườn đều được phủ kín bằng cây xanh, tạo không gian thoáng mát. Ngay trong sân có một hồ cá koi lớn, cô đặt một xích đu cùng một bàn trà ngay trước mặt hồ. Đáng chú ý hơn cả chính là không gian phòng ngủ ấm cúng, cùng tủ đồ hàng hiệu ngập tràn màu sắc của giọng ca Lâu Đài Cát. Cô tiết lộ cô từng nhiều lần yêu cầu kiến trúc sư thay đổi để có thiết kế như ý mình. Người đẹp từng dành hơn 5 tháng để giám sát thi công và nhiều lần yêu cầu thợ làm lại vì chưa ưng ý. Những vật dụng trong căn phòng như sàn gỗ, bức tường hay những tấm rèm đều mang màu sắc trầm ấm. Bên cạnh phòng ngủ, Nhật Kim Anh sử dụng một khoảng không gian khá lớn để bày biện những món trang phục, vật dụng cá nhân. Những ngăn tủ đầy ắp những món đồ hiệu xa xỉ, trang sức hay những đôi giày đắt tiền khiến người xem không khỏi lóa mắt. Nhiều món đồ hiệu trong đó được người đẹp tranh thủ tậu những lần đi lưu diễn hay đi du lịch. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng với nhiều gam màu sắc nổi bật, không gian xa hoa của nữ diễn viên không kém bất cứ yêu nữ hàng hiệu nào trong showbiz. Hơn một năm theo đuổi con đường kinh doanh, Nhật Kim Anh gặt hái được những thành công nhất định. Song song với công việc kinh doanh, nữ diễn viên cũng hứa hẹn sẽ trở lại màn ảnh trong thời gian sắp tới. Phản ứng của Ngọc Trinh khi lọt top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á cùng Lisa Samhikyo. Ngọc Trinh vui mừng thông báo cùng bạn bè thông tin cô được trang City Center Asia bầu chọn top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á. Bên cạnh những cái tên gây sốt như Lisa, Angelababy hay Samhikyo thì hai gương mặt của Việt Nam cũng vinh dự lọt top là Ngọc Trinh và Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Mới đây, trang TC Asia đã công bố 100 gương mặt đẹp nhất châu Á. Bên cạnh những cái tên gây sốt như Lisa của Blackpink, Angelababy hay Samhikyo, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi thì hai gương mặt của Việt Nam cũng vinh dự lọt top 100 là Ngọc Trinh và Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo. Bên cạnh những cái tên gây sốt thì Ngọc Trinh cũng vinh dự có mặt ở vị trí thứ 28. Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo xếp ở vị trí thứ 77. Ngay sau khi biết tin mình là một trong hai mỹ nhân Việt duy nhất lọt vào top 100 người đẹp nhất của châu Á, nữ hoàng nội y đã vô cùng vui mừng và nhanh chóng khoe với bạn bè trên trang cá nhân về niềm tự hào này của mình. Rất nhiều bạn bè và khán giả để lại lời chúc mừng nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Về phía mình, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn chưa có động thái nào. Có thể nói nhan sắc vẻ gợi cảm của phụ nữ Việt Nam không hề thua kém bất kỳ mỹ nhân nào từ các quốc gia trên thế giới như châu Mỹ hay châu Âu. Minh chứng điển hình là sự xuất hiện của Ngọc Trinh, Đặng Thu Thảo trong bảng xếp hạng. Hay những năm qua không ít lần các người đẹp Việt đã lọt vào danh sách hạng mục những mỹ nhân gợi cảm xinh đẹp nhất hành tinh. Xúc động trước bức tâm thư chia tay thay lời muốn nói sau 19 năm của MC Quỳnh Hương. Gắn bó với vị trí MC 19 năm nên Quỳnh Hương mang đầy tâm trạng cảm xúc trong lần lên sóng cuối cùng này. Gắn bó với một khoảng thời gian rất dài,
cả 1/3 đời người, nên Quỳnh Hương mang đầy tâm trạng ở số cuối cùng của chương trình. Mới đây nhất trên trang cá nhân, MC Quỳnh Hương gây bất ngờ khi đăng tải bức tâm thư đầy xúc động về việc chia tay 19 năm thanh xuân gắn bó với Thay Lời Muốn Nói. Cô nghẹn ngào: "Thay Lời Muốn Nói, thanh xuân của tôi, Thay Lời Muốn Nói. Cụm bốn từ này đã trở nên quá đỗi thân thương với tôi suốt 19 năm qua. Cả một thời tuổi trẻ của tôi cũng vì thế mà gắn liền với nó. Thanh xuân tôi, năm ấy tôi 25 tuổi, khát khao tìm kiếm một công thức nào đó. Một dạng chương trình có thể vừa đáp ứng được tính âm nhạc dạt dào tình cảm, vừa là một kênh kết nối gần gũi để đông đảo khán giả truyền hình có thể chia sẻ nỗi niềm. Thời đó thậm chí còn chưa có Internet, chưa có khái niệm nào gọi là thư điện tử hay email, đừng nói chi đến các loại mạng xã hội bùng khắp như bây giờ. Thời đó, điều mà đông đảo người xã hội cần được khuyến khích đó là mạnh dạn tỏ bày những cảm xúc trong lòng, những nỗi niềm sâu kín của mình. Vì thế cái tên Thay Lời Muốn Nói ra đời. Và tháng 4 năm 2000, số đầu tiên Thay Lời Muốn Nói ra mắt khán giả vào khung giờ 7:15 sáng thứ Bảy. Tuy vậy, chương trình cũng đã nhanh chóng được khán giả thương mến, nên chỉ đến số thứ 3, nó đã được đưa lên khung hình tối chủ nhật với chủ đề này là mùa hè, dành cho những hoài niệm của học trò. Và với một số lượng thư gửi về kỷ lục, khoảng vài ngàn lá thư, đầy ắp cả mấy thùng cạc tông, chúng tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Bên cạnh những niềm vui thì nữ MC cũng không quên nhắc đến những khó khăn trong hành trình mang những câu chuyện hạnh phúc đến khán giả. Thay Lời Muốn Nói vì thế cũng đã từng trải qua không ít thăng trầm ổn định cùng gian nan, cũng không ít lần phải nỗ lực vượt qua cùng cố gắng. Dòng chảy khi êm đềm dịu dàng, lúc thì cuộn trào bọt sóng, nước mắt mồ hôi, tiếng khóc và nụ cười. Thanh xuân tôi cũng gắn liền với dòng chảy ấy cùng với những gương mặt thân thương khác trong ekip. Có thể nói tuổi xuân chúng tôi cùng trôi đi theo những số phát sóng định kỳ, đến hẹn lại lên, mỗi tháng một số. 19 năm đi qua, nhanh như một cái chớp mắt, Thay Lời Muốn Nói đã động lại trong lòng chúng tôi như cả một thời thanh xuân đáng nhớ, thấm đẫm vui buồn. Chiều nay, ngồi chấp bút viết những dòng kịch bản đầu tiên cho chủ đề đặc biệt, kỷ niệm 19 năm phát sóng Thay Lời Muốn Nói, cũng là số cuối cùng mình gắn bó với chương trình trên sóng truyền hình. Tên chủ đề nghe cũng thật giàu hoài niệm, Thay Lời Muốn Nói, thanh xuân tôi, rần rần kỷ niệm. Nếu như Quyền Linh được khán giả yêu mến ở vượt lên chính mình, thì MC Quỳnh Hương lại sở hữu một lượng fan lớn từ Thay Lời Muốn Nói. Hình ảnh một MC nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy truyền cảm trong các câu chuyện giàu cảm xúc đã là một ấn tượng khó quên đối với người xem. Đã không ít lần khán giả thấy Quỳnh Hương rơi nước mắt, nghẹn ngào khi chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn, và thông qua chương trình cũng có nhiều mảnh đời được cô kêu gọi giúp đỡ. Chương trình vẫn tiếp tục lên sóng, nhưng việc thiếu đi hình ảnh của Quỳnh Hương cũng khiến nhiều khán giả hụt hẫng. Đã không ít người hâm mộ nhận xét Quỳnh Hương chính là cô MC lấy nhiều nước mắt của khán giả nhất từ trước đến nay. Với giọng đọc truyền cảm và có hồn thì cô đã phần nào giúp cho chương trình được sống trong tình yêu thương của công chúng gần 20 năm qua.